những pha dứt điểm từ xa là thứ vũ khí mà trong nhiều mùa giải đây. Như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ Sài Gòn FC. Khi mà Thái Sơn Nam đang tạo ra được những tình huống ép sân thì Nguyễn Trần Duy là người đã chớp lấy thời cơ và giúp cho Sài Gòn FC có được bàn mở điểm. Một tình huống xử lý hay của Vivo. Chúng ta cùng xem lại bóng này. Đường truyền là của Hồng Kông. Và ở trong pha bóng đó thì Đức Hòa là người đã không thể đeo bám với Nguyễn Trần Duy. Và xử lý rất tốt, cực kỳ cơ bản. Ở trong tình huống đó thì Hồ Văn Ý mặc dù cũng đã kịp thời băng ra, nhưng Nguyễn Trần Duy vẫn cơ hội tấn công cho Thái Sơn Nam. Khoảng trống, đường chuyền, quay, nhưng bóng lại tìm tới cột dọc khung thành của các cầu thủ Sài Gòn FC tạo ra kể từ đầu trận đấu. Chúng ta thấy đường chuyền cực hay của Phạm Đức Hòa. Và ở trong tình huống đó thì Nhan Gia Hưng cũng đã rất chủ động băng cắt ở đường chuyền của Trần Thái Huy. Thịnh Phát xoay người dứt điểm, không vào. Đó là lại bóng này chủ động tì đè để tìm ra khoảng trống. Với thể hình vượt trội so với Đặng Phước Hạnh thì Thịnh Phát đã hoàn toàn chiếm ưu thế ở trong. Vẫn là Đức Hòa vượt qua Văn Nghĩa, đường chuyền, cơ hội, không vào. Vũ Văn của đội bóng áo vàng đã chủ động có pha ra vào để làm hẹp góc sút của Trần Thái Huy. Các đội mình có thể phần nào đó kịp thời lấy lại thể lực. Cơ hội phản công dành cho Sài Gòn FC. Như vậy là bàn thắng thứ hai đến cho Sài Gòn FC. Và người ghi bàn Văn Ý lần thứ hai phải vào lưới nhặt bóng ở trong trận đấu này. Và đó vẫn là một tình huống mà Sài Gòn FC tận dụng pha phản công tốt. Đó là pha bóng mà Hồ Văn Ý dường như đã không có được cảm giác không gian thực sự tốt ở trong pha bóng. Và anh không đưa ra được lựa chọn để có thể làm hẹp góc sút. Một tình huống dứt điểm ở góc gần của Hồ Khánh Huy. Và ở trong tình huống đó thì Hồ Văn Ý đã hoàn toàn chôn chân. Cú dứt điểm, đường chuyền. Như vậy là cuối cùng thì các cầu thủ Thái Sơn Nam cũng đã có được bàn thắng. Đó là pha lập công của Thịnh Phát ở thời điểm mà hiệp 1 của trận đấu trôi về những giây vàng đã khiến cho phải đón nhận bàn thua đầu tiên. Chúng ta cùng xem lại bóng này. Đó là tình huống mà Hồng Kông đã không thể đeo bám với Thịnh Phát. Pha chuyền bóng của Mạnh Dũng và Thịnh Phát là người đã kịp thời dứt điểm ở trong khu vực 6m đánh bại Vũ Văn Khá. Quả đá phạt góc được dành cho các cầu thủ Sài Gòn FC. Tiếp tục là cơ hội. Tỷ số là 3-1. 3-1 cho Sài Gòn FC và người ghi bàn là Trần Tuyền. Gương mặt cũng đã từng xé lưới Sài Gòn FC ở mùa giải 2021 trong trận đấu lượt về giữa hai đội bóng. Đó lại là tình huống mà các cầu thủ Sài Gòn FC đã tận dụng tốt cơ hội mà họ có được. Một pha chơi bóng không an toàn bên phần sân nhà của Trần Thái Huy khi anh để cho Nguyễn Trần Duy cướp được. Và Trần Tuyền là người đã chớp lấy thời cơ để thực hiện cú dứt điểm gọn gàng đánh bại Hồ Văn Ý, giúp cho các cầu thủ Sài Gòn FC tái lập thế dẫn bàn với khung thành đối phương. Đức Hòa di chuyển, cú đá thẳng của Thịnh Phát khá bất ngờ. Một tình huống ghi bàn có phần may mắn của các cầu thủ Thái Sơn Nam. Pha bóng tưởng chừng như không có gì nguy hiểm. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Bóng chạm hàng rào chắn bên phía Sài Gòn FC và đổi hướng. Cú nhấc chân của Nhan Gia Hưng đã khiến cho Vũ Văn Khá hoàn toàn mất phương hướng. Và bóng đã đi qua hai chân của Vũ Văn Khá. Thắng thứ ba này thì không có sự may mắn mà đó là sự chính xác. Sự chính xác đã giúp cho Thịnh Phát tận dụng cơ hội này để giúp các cầu thủ Thái Sơn Nam san bằng tỷ số 3 đều. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa tình huống dẫn tới bàn thắng của Thái Sơn Nam. Anh Quý đã hơi lưỡng lự. Tài đã đưa ra những sự nhắc nhở với cầu thủ Hải Đội ở phía trong. Cơ hội, tỷ số là 4-3. Một kịch bản có thể nói là không tưởng đang xảy ra. Thái Sơn Nam bị dẫn trước và bây giờ họ san lấp cách biệt và dẫn ngược sau cú hat-trick của Thịnh Phát. Thì Huỳnh Mi Quen là người lại giúp cho các cầu thủ Thái Sơn Bắc khi đó các cầu thủ Thái Sơn Nam có được bàn thắng để vượt lên dẫn trước. Một pha dứt điểm từ xa, bóng đi lập bập. Những đáng tiếc là Hồng Kông đã không thể tận dụng pha bóng đó. Anh Quý, Trần Tuyền, Hồng Kông. Cơ hội! Tỷ số được san bằng 4-0. 4-0 và đó là pha lập công của Nguyễn Trần Duy. Vâng, mà Nguyễn Trần Duy đã có pha xử lý tốt, loại bỏ Đức Hòa và thực hiện tình huống dứt điểm đánh bại Hồ Văn Ý. Đó là tình huống mà có lẽ là Phạm Đức Hòa đã không thể lường trước được việc Nguyễn Trần Duy sẽ